Mình muốn cải thiện những khuyết điểm đấy ngay bây giờ. Ngoài ra mình đang bị lão hóa rất là trầm trọng, bị chảy xệ này, bị rãnh rồng sâu này, nhiễm rất nhiều vết chân chim ở trên cái mắt này. Mình muốn cải thiện những khuyết điểm đấy ngay bây giờ tại thẩm mỹ quốc tế Bali. Đây chính là hình ảnh của chị Thương và chị năm nay 38 tuổi. Tuy nhiên khi chúng ta xem hình trước đây thì gương mặt của chị bị lão hóa, già hơn so với tuổi thật 38 của chị. Sau khi được bác sĩ thăm khám cũng như là tư vấn thì chị đã sử dụng dịch vụ Bali nâng cơ siêu vi điểm, công nghệ trẻ hóa từ khoang miệng độc quyền tại thẩm mỹ quốc tế Bali và cũng là công nghệ mới nhất, thì chúng ta hãy cùng nghe cảm nhận của chị nhé. Thực sự thì mình rất là hài lòng. Cảm ơn các bạn, cảm ơn Bali. Mình ước gì mình có thể biết đến nó sớm hơn. Và sau đây thì mình có thể giới thiệu cho những người bạn của mình nữa để cho mọi người biết đến và mọi người được trẻ hơn, đẹp hơn. Mọi khuyết điểm trên khuôn mặt của mình đã được loại bỏ. Mình rất là hài lòng. Cảm ơn thẩm mỹ quốc tế Bali.